Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với tập truyện 330 trên kênh Chuyện Ma Chú Ba Duy. Duy xin chúc mọi người có một buổi nghe chuyện ma thật hấp dẫn nha. Kênh của Duy chuyên kể lại những câu chuyện ly kỳ về bùa ngải, thư ếm, duyên âm và những câu chuyện về tâm linh khác. Nếu bạn nào có chuyện ma muốn gửi về cho Duy kể lại, các bạn có thể gửi về Gmail cũng như là gửi về số điện thoại Zalo đang hiện trên màn hình nha mọi người. Trước khi nghe chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bước vào tập truyện của ngày hôm nay. Để mà nghe được tới tập này á, thì chắc chắn mọi người đã phải nghe ở cái tập truyện 329 rồi. Đó là phần 1. Còn ngày hôm nay mặc dầu là tập 330 nhưng đây là phần 2 của cái tập truyện đó đó mọi người. Kể tóm tắt một chút về cái nội dung của cái tập truyện ngày hôm trước cho mọi người dễ nắm. Cái câu chuyện đó nó kể về một cái buổi trưa năm 1998. Bữa hôm đó thì có ba đứa con nít chơi chung với nhau, gồm có một nữ và hai nam. Ba đứa này mới kéo nhau ra sau hè, ở ngoài đó có miếng đất trống, ổi nhiều dữ lắm luôn, mà có dừa nữa. Ra đó bẻ ổi thì vô tình bị ma giấu đi. Nguyên một nhà kiếm quá trời kiếm cả đêm không có thì mới nhờ thầy. Cái người thầy tên là thầy Hai Tượng mới ra đây. Kiếm làm sao một hồi nữa phát hiện ra ba đứa này nằm ở giữa một cái bụi tre gai đó. Nhưng khi mà gia đình kéo ba đứa này ra xong rồi, ông thầy mới phát hiện ra cái gốc dừa kế bên á, gốc dừa đó có quỷ. Mà con quỷ này hiện tại đang đu tuốt ở trên đọt ở trển á. Cho nên nó lại lòi ra thêm một cái câu chuyện uẩn khúc về cái chết của con quỷ nữ trên cái đọt dừa đó nữa. Sau khi mà nói chuyện qua lại thì ông thầy Hai Tượng nào ông biết cái nguyện vọng của cái cô gái đó chính là được gặp vong hồn của chồng mình. Hai người đã chết hết rồi. Rồi thì thầy cũng dùng những khả năng bùa phép của mình để mà tác hợp cho hai người đó được gặp nhau. Tuy nhiên khi mà gặp nhau xong rồi á, cái người thanh niên thì phải đi đầu thai. Còn riêng cô gái này, cổ còn đang mắc cái lời thề của cổ. Bây giờ cổ thề thốt ra rồi á, cổ không rút lại được. Cái lời thề của cổ á, là cổ nguyện cho tới khi nào cổ gặp được vong hồn chồng của cổ rồi á, là cổ sẽ hồn siêu phách tán, cổ không muốn đi đầu thai. Cho nên là cổ khó đầu thai dữ lắm luôn. Và sau cái buổi tối ngày hôm đó khi mà cho hai người gặp nhau rồi, cuối cùng mạnh ai nấy đi. Cái người thanh niên kia thì về dưới đợi ngày đầu thai, còn cô gái này thì đi mất tiêu à. Ông thầy ông cũng không có trục mà cũng không bắt đem về nhà làm gì hết trơn á. Và sau hai đêm gặp cái con quỷ trên cái đọt dừa đó thì cái người thanh niên đang kể lại câu chuyện này nè, mới về hỏi với bà nội của mình. Tại vì nhà của anh á là kế bên cái miếng đất trống đó luôn. Sau đó thì bà nội mới kể cho anh toàn bộ sự việc là như thế này đây. Bà nội mới kể với anh mọi câu chuyện nó bắt đầu từ hồi lúc đó chắc bà nội cũng còn trẻ trẻ hả. Cái năm đó bà nội nhớ không lầm chắc năm 46-47 gì á. Tại vì lúc đó nó có xảy ra một cái chiến dịch gì đó mà nội cũng quên mất tiêu rồi. Tại vì cũng quá là lâu. Hồi lúc đó cái xóm nhà của mình thì nó cũng còn y chang như giờ đây nè. Nhưng mà ở phía ngoài sau ruộng nhà mình á, là ở ngoài cái bãi đất trống mà bữa đó ba đứa bị ma giấu ngoài đó ha. Hồi đó thiệt ra nó không phải cái bãi đất trống đâu. Mình đi thẳng từ nhà mình ra ngoài á, nó còn cái xóm nhà ngoài. Chắc tầm khoảng chục cái nóc nhà đó. Người ta cũng sống như bình thường vậy thôi hà. Cũng chòm xóm chung với mình. Mà ở ngoài cái chòm nhà đó có cái nhà của cái bà này. Bà tên là bà Hai Lễ. Bà thì chồng bà chết sớm. Tại vì hồi đó cũng bị giặc á. Nó đánh nó giết gì đó thì nội không có rõ. Chính vì như vậy mà ổng bà chỉ có hai đứa con thôi hà. Cái thằng con trai lớn á tên là thằng Trọng. Còn cái thằng con trai út của bà tên là thằng Nghĩa. Thời đó thì ai cũng nghèo hết mà. Nhà của bà thì cũng đâu phải khá giả gì. Cũng đủ ăn đủ mặc vậy thôi đó. Mỗi ngày á thì cái thằng Hai Trọng con của bả đó, nó đi ra ngoài ruộng, nó cấy lúa tiếp bả cũng đi cấy lúa luôn. Còn riêng cái thằng Út Nghĩa trong nhà của bả, thời điểm đó nó chắc khoảng 12-13 tuổi, nó còn nhỏ lắm. Nó chạy nhà nó chơi không ở đâu, đi làm gì đâu. Rồi nội không biết sao, chắc là trong cái khoảng thời gian thằng Hai Trọng với má của nó đi cấy lúa ngoài ruộng đó, mới gặp nhà của con nhỏ kia. Nhà nó là nhà của bà Năm Lượng đó. Cái bà Năm Lượng nhà ở ngoài dàm sông nhà mình đây nè, bả cũng có đứa gái, cũng đẹp lắm nha. Thời điểm đó thì cái nhỏ gái này chắc cũng khoảng trạc tuổi nội hà, không có lớn hơn nội nhiều đâu. Cho tới sau này khi mà cưới cô đó về làm dâu á, thì bà nội biết tên cổ là cô Út Lành. Ừ thì hình như là chắc đi cấy lúa chung rồi á, để ý qua lại. Thời hồi đó mà, chỉ cần nắm tay nhau cái là cũng coi như là thương nhau rồi đó. Lúc đó nội cũng nghe đâu là hai người này thương nhau dữ lắm nghe. Viết thơ tay đồ gửi cho nhau quá trời mà. Bởi vậy là quen nhau cũng mau lắm. Tầm khoảng có 2 tháng mấy thôi à, làng Hai Trọng nó về á, nó báo với má nó là bà Hai Lễ á, nói má ơi, con thương Út Lành con của bác Năm á, để bữa sau con dẫn về ra mắt má nha. Khi đó bà nghe nó, ủa bác Năm là bác Năm nào?
Hai Trọng nó mới nói là bác Năm Lượng á má, bác Năm Lượng mà đi cấy lúa chung với mình đó, nhà ngoài giàm nè. Bà nghe thì bà vỗ đùi cái bóp nè, bà nói ủa con của anh Năm Lượng đó hả bay, vợ lớn cãi gì đó hả? À thì ra là cái con nhỏ này hả, hồi nhỏ tao biết nhà nó mà, tao cũng biết vợ chồng Năm Lượng luôn. Đâu đâu, bay thử nếu mà bay quen nó thì bay cứ dẫn về nhà đi, tao coi thử coi sao. Thiệt ra là bà Hai Lễ này á, bà cũng thương con trai của bà lắm. Thời ngày xưa mặc dầu phong kiến đó nghe, nhưng mà con mình nó thương ai là bà sẽ gả cho người đó. Huống hồ gì khi mà dẫn cô gái này về nhà, bà nhìn mặt là bà biết luôn cái số nhà rồi. Con của anh Năm Lượng hả, chỗ quen biết thâm tình hồi đó giờ đó. Rồi thì bây giờ quá hợp rồi, thôi nếu mà mày ưng nó thì muốn làm đám cưới ngày nào để má làm đám cưới cho. Cũng thương con nhỏ này, đẹp người đẹp nết, nhìn nó hiền y chang chị Năm vậy đó. Nói về cái gia đình của anh Hai Trọng này thì hồi đó giờ nói chung ở xóm làng không ít lòng ai hết trơn á, cũng dễ thương dễ chịu lắm. Bả nhà thì bả cũng thương con thương cái đó chứ bả đâu có khó khăn gì đâu. Con mình cưới ai là bây giờ sẵn sàng cưới, tại vì bả cũng rất là mong có cháu ẩm bồng. Thời điểm đó mà con trai mới 17-18 tuổi là có vợ, thậm chí hả mới 16 tuổi là cũng đã hốt vợ về rồi. Cho nên bây giờ cũng quá là ok rồi, nói thôi cưới lẹ đi con. Rồi cuối cùng cũng thông báo với chòm xóm, đâu có phải là mời nhiều như bây giờ đâu, con chòm nhạn lẫm gì nè, rồi mời chắc khoảng 1-2 bàn, người ta cũng tới chúc phúc cho cái đôi trẻ này. Sau khi mà rước dâu về rồi, trong cái ngày mà tổ chức đám cưới bên đàn trai là bên nhà của bà Hai Lễ đó, mặc dầu mời cũng không có đông khách đâu, chỉ là bà con chòm xóm thân tín thôi. Nhưng mà cái tánh của bà Hai Lễ hồi trước á, bà không làm đám thì thôi, chứ hễ mà nhà có đám tiệc dỗ quả gì đó là bà phải đãi đồ ăn thiệt là rình rang, đãi thiệt là ngon, đãi cho bà con chòm xóm người ta ăn. Một cái đám cưới ngày xưa mà thì nói chung cũng có cù lao, rồi ba cái đồ nấu này nọ cũng đơn giản lắm, nhưng mà kiểu làm phải ngon đó, thì cho nên bà con chòm xóm người ta ăn cũng nhiều lắm. Rồi nhiều khi người ta ăn xong cái người ta chưa có chịu về, người ta còn ngồi lại nói chuyện chơi, rồi thậm chí có mua rượu vô nhậu nữa, đặc biệt là mấy cái ông đàn ông. Chính vì như vậy mà cái đám cưới vui cực kỳ luôn, nó kéo dài từ sáng tới tối khuya mọi người chưa chịu về nữa. Trong khi đó thì cô dâu chú rể cứ ngồi ngáp rồi hoài mà đợi người ta chưa có chịu về, mà mình buồn ngủ muốn chết rồi, không lẽ khách còn đang ngồi mình bỏ cho mình ngủ sao. Rồi hai đứa cũng ngồi đợi hoài hồi sao á, cái anh Hai Trọng là cái anh chú rể mệt quá mới lủi đi thẳng vô trong buồng á, vô trỏng nằm. Còn riêng cái chị Út Lành này phải ngồi đó để mà đợi, đợi xong khách người ta về á, còn phải phụ má để mà rửa chén, rửa bát, quét sân nữa, rác rến không hà. Tới gần khuya lắc khuya lơ gọi đó nghe thì người ta mới chịu đi về. Về xong hết rồi, thì cái bà già chồng của mình á, là bà Hai Lễ, bà cũng vô buồng bà ngủ luôn. Bà muốn thử coi cái con nhỏ này nó có xuyên hay không là qua cái đêm nay đây nè. Còn cái chị này cũng biết phép biết tắc, má mình vô ngủ á, thì thôi mình phải rửa chén ngoài này. Đó thì bây giờ thấy trước mắt nguyên một cái đống xà bần vậy nè ha. Chén, dĩa, rồi nồi chách quá trời luôn. Ở dưới ba cái bàn tròn á thì rác nữa. Thôi thì cũng sắn quần sắn áo lên để mà ra nhà sau á, rửa chén. Rửa chén xong không phải là xong đâu, rửa xong rồi đợi nó khô á, úp lên kệ nữa. Chính vì như vậy mà sau khi rửa xong, đợi nó ráo nước á, thì phải đi ra trước sân, cầm cái chổi cọng dừa để quét sạc 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 nửa đêm gì nè. Đang quét cái bắt đầu bà già chồng á, bà lờm cầm ngồi dậy bắt kêu Út Lành hả bay, thay bộ đồ cưới ra đi rồi á, coi dọn dẹp gì đó dọn đi chứ đừng để qua ngày mai nghe không có nên. Nói là đồ cưới nghe cho nó sang miệng vậy thôi chứ làm gì có đồ cưới như bây giờ. Đâu phải cái bộ đồ sa rê gì đâu, đó chỉ là một cái bộ đồ bà ba màu trắng được may mới nha. Ở trên cái áo thì có thêu ba cái bông mai đỏ đỏ vậy nè, nhìn nó mới hơn cái bộ đồ ba bình thường thôi hà. Thì chị Út Lành cũng biết mà nói dạ má ngủ đi má, con làm cũng gần xong rồi má ơi. Nói thì nói vậy thôi chứ quên luôn, đâu có thay bộ đồ này ra đâu, chỉ là sắn quần sắn áo lên làm lẹ lẹ vô ngủ chứ cũng buồn ngủ dữ lắm. Giờ đó khuya lắc khuya lơ rồi mà cái nhà chỉ còn mình ên chị Út Lành này thôi hà. Chồng mình cũng đi ngủ, thằng em Út cũng ngủ rồi, bà má chồng bà cũng vô ngủ luôn, đâu ai tiếp mình đâu. Nhưng thôi làm dâu phải chịu. Mới vừa quét xong cái sân định là đi vô ngủ rồi, tại vì cũng quá là mệt. Nhưng khi đi bước gần tới cửa nhìn qua thì mới thấy chết cha rồi. Hồi nãy giờ rửa chén chứ quên có chùi nồi, tại vì còn nguyên đống nồi đấy kìa. Mà cái nồi nấu bằng lọ củi ngày xưa đó, nó đóng nguyên một cái lớp lọ đen thùi lùi gì nè, phải chà bằng trấu á, phải chà thiệt sạch gì nè thì nó mới ra được. Thì thôi lỡ rồi, cô không dám đợi qua sáng ngày mai đâu, mất công má bà thấy bà la nữa. Cái cũng ngồi đó chà sạc 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 gì nè, chà lớn quá đi. Thì cái anh Hai Trọng á nằm trong phòng mà chưa thấy vợ của mình vô nữa, mới lờm cờm ngồi dậy đi ra nói em xong vô ngủ đi mà ngồi đây chà gì nữa, mũi không à, em thấy nó bay dò dèo dè kìa, mồ hôi nó cắn ha, nổi mận á, ngứa đó nha. Nhưng mà cái chị Lành á cứ kêu hôn vô anh ngủ đi, em phải làm chứ không thôi sáng bữa sau là má la chết. Nhưng mà anh Trọng không có chịu vô ngủ, đâu có bỏ vợ mình ngồi này mình ơ được đâu, khuya lắc rồi,
À vậy thôi, để tôi sắn cái tay lên tôi làm tiếp em nha, chịu không? Chị cũng nói không nữa, thôi anh cứ đi vô đi. Chị nhìn ra gì nè, nói một hồi má bà ra, bà la chết luôn đó, nghe không được. Anh cứ đi vô đi, em biết mà. Rồi thôi, nghe vợ mình nói thì cũng bấm bụng vô trong buồng nằm. Chứ thiệt ra là ảnh cũng không muốn ngủ đâu, mà trong người của ảnh vẫn còn rượu ở trong nha. Vậy là bỏ mình ên vợ của mình ngồi này để mà chùi nồi. Chùi cả buổi trời cũng xong, úp lên trên đó, bắt đầu cái đó bụng. Đi ra nhà sau á, lục coi cái đồ nấu đám á, cái nào mà còn cù dư dư đó, bới ăn đỡ đi chứ giờ cái bụng cồn cào quá trời à. Do cái buồn ngủ của hai vợ chồng á, nó sát cái chỗ bếp vậy nè. Mà trong khi đó cái anh Trọng cứ nằm lăn qua lộn lại đâu có ngủ được, đợi vợ mình vô nằm chung mới ngủ. Đó thì chính vì nằm đây mà cứ nghe lập cập ngoài bếp hoài, không biết ai làm cái gì, không biết vợ mình xong chưa. Thôi thì cũng quể quải bóp tay bóp cổ đi ra bếp á. Đứng đó thì mới thấy vợ mình nó đang dở cái lòng bàn ra múc đồ ăn cù nó ăn. Thấy thương quá trời cái tự nhiên chạy là ôm vợ của mình. Hỏi chứ bộ sáng giờ mấy người lo đi đãi khách mấy người chưa ăn gì hết trơn hả? Mà thiệt ra vợ mình sáng giờ có ăn gì đâu. Ảnh cứ lo chạy bàn này bàn kia, cái ảnh nhậu với người ta, quên luôn vợ của mình. Tiếp khách cả ngày trời xong bây giờ á, chưa kịp ngủ nghe là còn phải rửa ăn thao chén, chà ăn thao nồi, quét một cái sân nữa, ăn uống gì đâu. Mặc dầu hai người đang đứng đối diện vậy nè, nhưng mà anh Trọng á, ảnh vẫn còn nghe được cái bụng của vợ mình nó sôi ọt ọt ở trong á. Có nghĩa là cái bụng chưa có gì hết. Thấy thương vợ mình quá trời à, mà bây giờ ba cái đồ ăn cù hồi sáng đó, nó đóng mở hết rồi, kiểu như là để lâu quá đây nè, nó lạnh nguội hết. Thôi thì cũng xắn tay áo lên, cái bắt đầu ngồi xuống cái chỗ bếp á, nhóm cái bếp rồi á, để cái nồi lên hâm cho nóng nóng để vợ mình ăn, thương tới mức độ đó luôn đó. Còn riêng chị Út Lành thấy vậy mới khóc, tủi. Tủi là tại vì á, mặc dù mình về đây mình cảm thấy má chồng của mình chắc là bả khó đó, nhưng mà hên, mình cũng còn được thằng chồng biết lo cho mình. Cái thời đó đa số mấy cái người chồng á, một là đi lính bỏ vợ mình, hai hả là lo đi cặp vợ bé ở ngoài không à, đâu có ai được như ảnh đâu. Khóc xong cái anh Trọng mới nói thôi, nó nóng rồi nè, để tôi múc vô cho, rồi cái đứng đây ăn đi ha, anh vô phòng anh đợi, rồi chừng nào ăn xong á vô ngủ đi, chứ bây giờ á 2-3 giờ sáng rồi kìa. Dù cho ở cái thời hiện đại hay là 50 năm, 100 năm về trước đi chăng nữa, thì người ta cũng thể hiện cái tình cảm giữa vợ chồng với nhau y như bây giờ thôi à. Tại vì nhiều khi mình nghĩ chắc là ở trong cái thời chiến tranh vài chục năm về trước á, người ta khô khan lắm, người ta không có quan tâm ngọt ngào như bây giờ đâu. Mà không phải nha, ngày xưa nhiều khi còn mùi mẫn hơn bây giờ nữa. Tới khi mà ăn xong rồi, dọn dẹp hết trơn rồi, vẫn đi rửa cái chén đó nha. Rửa xong rồi quay vô trong buồng á, thì thấy chồng mình nằm ngủ khò khò đó rồi, văng mùng tấn mùng đàng hoàng luôn. Rồi thôi, thấy cảnh đó thì cũng chui vô, mạnh ai nấy ngủ, tại vì ảnh cũng còn rượu ở trong người, rồi mình cũng quá mệt nữa, cứ nằm ngủ, chứ cũng đâu có ân ái hay làm cái gì đâu mà gọi là cái đêm động phòng như người ta. Cái đêm đó do ai cũng mệt hết, bởi vậy chị Út Lành ngủ rất là ngon mà không biết tới chừng nào nữa. Gần tới sáng hay gì đó, thì chị mới có cảm nhận giống như là chồng của mình á, gỡ cái đầu của mình ra, tại vì hồi lúc đó chị nằm dưới cánh tay của ảnh vậy nè, hai vợ chồng đang ôm nhau ngủ mà. Nhưng mà anh chồng hình như là ảnh đi ra ngoài rồi, còn mình ên chị Út mà nằm ở đó thôi. Nằm thế chắc khoảng được nửa tiếng nữa đó, không biết là bao giờ, chỉ là có nghe tiếng gà gáy ở ngoài. Nhưng mà nhìn lên thì thấy ánh sáng lọt qua rồi, chắc giờ này cũng bắt đầu chắc khoảng hơi 6-7 giờ rồi đó. Thôi thì cũng lờm cơm ngồi dậy, nhìn quanh thì không thấy chồng mình đâu. Nói trời ơi, vậy đó, mới làm dâu có bữa đầu à, thức dậy cũng kêu mình thức nữa, rủi đâu hồi mà má ba la rồi sao. Mới vừa dán cái bức màn ra khỏi cái buồng ngủ của mình thôi á, thì mới thấy cái bà hai lễ là bà già chồng của mình đó. Bà đi tới nè, bà hỏi, ủa thức đã hả Út? Coi thức dậy coi, bay muốn ăn cái gì đó thì bay cứ nấu đi, má ăn gì cũng được hết trơn á. Nấu đặc biệt là mày cho Út Nghĩa nó ăn, nó kén ăn dữ lắm luôn. À thì chắc là má bà muốn mình ra ngoài nấu cơm, để hồi nữa cả nhà cùng nhau ăn luôn đó mà. Tính là bữa nay đi kho cá, tại vì ở ngoài sàn nước còn mớ cá ngoài kìa. Khi mà chị Út mới vừa đi thêm vài bước nữa đi hướng ra nhà sau á, thì mới thấy là hình như ủa má bà đi vô cái hướng trong phòng của mình. Đúng thiệt, quay lại nhìn á, thì thấy là bà dở cái tấm màn ra, bà đi thẳng vô cái buồng của hai vợ chồng luôn. Cái chị Út thấy lạ quá đi, thì cũng mới lén lén đi theo. Đứng ở ngoài buồng á, mà dán cái màn nhìn vô thì mới thấy bà đứng ngay cái góc giường của hai vợ chồng mình ngủ á. Bà dở cái tấm chiếu mỏng dính ra gì nè, mà hình như chị Út thấy á, ở dưới cái tấm chiếu này, bà má bà đã để sẵn một cái tấm vải màu trắng, nó vuông dứt gì nè nha. Mà cái tấm vải nó trắng tươi à, nó không có một cái vết dơ gì hết trơn á, nó mỏng dính vậy đó, bà lót từ hồi nào rồi. Cái chị Út mà đứng ngoài coi thì cũng đâu có biết bà má mình bà đang làm gì đâu. Ủa mà lót cái tấm vải trắng dưới làm gì vậy trời? Không biết gì hết, cho tới khi bà giật cái tấm vải trắng này ra một cái ha, là bà thay đổi sắc mặt liền luôn. Bà quay qua bà nhìn là bà thấy bà biết con dâu mình đang lén nhìn rồi. Bà thể hiện cái thái độ của bà,
Cái răng của bà nghiến kẹo kẹo gì nè ha. Cái mặt bà bắt đầu muốn nổ lửa rồi. Bà cầm cái tấm vải bà dò lại gì nè. Bắt đầu bà dán cái màn. Bà đi ra luôn. Bà đi phớt ngang con dâu của mình mà bà không nói câu nào hết trơn á. Trong khi hồi nãy giờ bà rất là bình thường, bà vui vẻ mà. Còn cái chuyện này thì cứ chưng hửng, không biết chuyện gì xảy ra luôn. Thôi kệ, đi ra phía sau làm cơm đi, có chuyện hồi mình hỏi má mình sao. Sau khi mà nấu cơm, kho cá xong hết trơn rồi đó, thì cũng dọn tươm tất ra ngoài bàn, chuẩn bị tới giờ cơm luôn rồi. Mới kêu bà má ra ăn, nói má ăn cơm má ơi. Mà trong khi đó, thằng Ba Nghĩa cũng chưa có ra, nó còn nằm ngủ chương ướng trong phòng á. Chồng của mình thì hình như bữa cửa cụp cụp ở phía sau nhà kìa. Bởi vậy là chị Út mới chạy ra kêu chồng của mình vô. Thì cái anh Hai Trọng nói, mấy người vô trước đi rồi tôi vô sau, lẹ chứ gì, ăn cơm với má trước đi cho má vui. Rồi thôi chị Út mới đi vô nhà. Đi tới cái bàn cơm thì mới thấy bà Hai Lễ là má chồng của mình á. Bà đang ngồi bà gấp đồ ăn, bà ăn rồi. Mà không biết sao thấy cái mặt của bà cứ hầm hầm à. Không biết ai chọc giận gì bà nữa. Một hồi sau anh Hai Trọng là anh chồng á cũng bước vô bàn ăn chung. Cái chị Út ngồi đó ăn già chưa được hai chén cơm nữa. Thì tự nhiên cái bà Hai Lễ á, bà mới nói Út nè, bay ra ngoài nhà sau á, hồi sáng tao mới lấy của ông Sáu mớ cá đó, ổng mới đi bắt về cái cá lóc ngon lắm. Ra ngoài coi có con cá nào mần được á thì mần sẵn đi để chiều ăn. Khi mà nghe má mình kêu vậy á thì cái anh Trọng mới giọt miệng nói, ảnh nói má, vợ con nó ăn chưa xong nữa kìa. Trời ơi, ngồi chưa nóng đít nữa cái tự nhiên má kêu vợ con đi mần cá là sao? Buổi chiều để chiều tính đi, giờ này mần chi sớm dữ à? Rồi nó hôi hết là sao? Đó thì chị Út mới nói, thôi anh, em ăn cũng no rồi không sao đâu, thôi để con ra con làm cho má. Bởi vậy bà mới giọt miệng bà nói, bay thấy chưa, vợ bay nó mở lời nói vậy đó, thì thôi để nó đi mần đi, dâu con mới về tao coi thử coi mần cá làm sao. Cầm cái dao đi ra ngoài mần cá để cho nước mắt đổ hai hàng gì nè, tức mà tủi nữa. Không biết sao mà cái ngày mà hai đứa mình quen nhau á, bà má bà cũng tác hợp dữ lắm mà, bà cũng thương mình mà sao kỳ vậy ta, sao tới bữa nay cái tự nhiên bà quạo với mình mà lúc nào bà cũng liếc mình bằng nửa con mắt vậy nè. Mình có làm lỗi gì đâu. Vậy đó mà cầm lầu không đậu, buồn hoài. Cho tới khoảng hơn tháng sau, bữa hôm đó cũng là một cái bữa trưa. Ăn cơm xong rồi cái Quỷ Nghĩa nó cũng đi chơi. Rồi chồng mình cũng ra phía sau để mà chặt củi. Tự nhiên mần cá xong cái đi ra nhà trước, không thấy má chồng mình đâu hết trơn á. Hình như bà đi công chuyện rồi hay sao á. Mà ngộ một cái là kể từ cái bữa sáng ngày hôm đó đó nha, thì cái chị Út Lành này mới thấy là hình như cái bà má chồng của mình, bà không nói với mình tiếng nào hết trơn á. Bà muốn sai biểu gì đi thì bà nói tiếng một tiếng hai không à, chứ không có còn má má con như hồi xưa nữa. Cũng sợ quá cho nên là cũng không dám hỏi luôn. Tới khoảng chiều á, bà mới đi về. Bà đi ton vô tới nhà nè. Trời ơi, mà cái mặt của bà nghe, nó không có còn giận dữ nữa mà bắt đầu bà buồn. Bà buồn, bà rầu mà không biết bà gặp cái gì nữa mà không có dám hỏi. Tại vì từ hồi sáng tới giờ bà thấy bà liếc mình hoài à. Dọn cơm ra thì cũng đông đủ mọi người ở nhà ăn, nhưng riêng cái bà má chồng này bà không chịu ăn cơm. Bà bỏ cơm luôn. Bà nói, thôi tao không ăn nổi đâu, bà cứ ăn đi, bà ăn bà làm gì làm đi. Rồi vậy là không hiểu sao bà cứ rút vô buồn hoài luôn. Bà không nói chuyện, bà không đếm xỉa tới ai hết. Thấy lạ quá đi, bởi vậy ăn cơm xong rồi anh Hai Trọng mới vô trong buồn hỏi, ủa má, má bị gì vậy? Bộ ai làm gì má giận hay sao mà con thấy má buồn buồn hả má? Bộ vợ con làm gì má không ưng hay sao? Bà nói, tao bây giờ tao có nhiều chuyện để lo lắm, mà má nói cho bay biết nè. Hồi trưa đó tao mới đi ra ngoài ấp, mấy cái ông ngoài ấp á mới nói là bây giờ á cũng chiến tranh quá rồi, nó bắn nó phá dữ quá, ở nhà mà nhà nào có con trai đó thì phải đưa con trai đi nghĩa vụ, đi ra ngoài rồi đánh đấm gì nó, tao cũng không rành đó mày ơi. Nhưng mà tao nghe tới cái chuyện đó là con tao phải đi ra ngoài rồi, tao sợ cái chuyện mà bay bỏ mạng ngoài quá, tao sợ lắm. Tao cũng nói mấy ổng thôi đừng bắt con tao, tại vì chồng của tao hồi đó cũng đã chết ở ngoài rồi. Nhưng mấy ổng không có chịu. Mấy ổng nói bây giờ á có con trên 18 tuổi thì phải đi. Cái thời buổi chiến tranh bây giờ là người ta rất là cần cái sức của thanh niên. Đi ra ngoài đi, tiếp được cái gì thì tiếp. Mà nội nhớ cái thời điểm đó không phải người ta chỉ kêu thanh niên đi ra trận đánh giặc không đâu. Mà đàn ông, đàn an trong nhà, già, trẻ, lớn, bé, đàn bà gì đó là cũng phải hả đứng lên đánh giặc luôn. Có súng cầm súng, có dao cầm dao, có gì là đánh đó. Thiệt ra khi mà nghe cái thông tin này từ má của mình là thân trai, bây giờ anh em trong xóm á, ai cũng đã chuẩn bị đi hết rồi, anh có biết cái chuyện đó, anh đã chuẩn bị sẵn luôn mà. Nhưng ngặt một điều, mình mới cưới vợ, rủi mình đi á, không có cái gì thì không sao, mà mình chết rồi sao, vợ mình ai lo, rồi má mình ở nhà làm chi nữa, nghĩ tới cảnh đó là bắt đầu sợ rồi. Đó, thì đây cũng chính là cái nỗi lo chung của cái bà Hai Lễ này. Bà cũng đâu có muốn con bà phải ra trận rồi bỏ mạng ngoài đâu. Tại vì từ cái thời của chồng bà đã biết cứ hễ ai mà lao đầu ra ngoài là chắc chắn sẽ không có toàn mạng về. Hoặc là nếu có về thì cũng cùi đuôi sức mẻ à.
Rồi cũng ráng bình tĩnh nói với má. Nói thôi má ơi, bây giờ má hứa với con má giấu chuyện được không má? Rồi đợi chừng nào á mà con gần đi á, má hãy nói vợ con. Chứ con sợ vợ con nó biết rồi cái nó buồn sanh bệnh nữa má. Bà cũng đồng ý luôn, mới nói thôi bây giờ bay về buồn bay ngủ với nó đi, cứ ngủ sớm đi. Rồi ngày mai á, ở trên ấp người ta kêu lên trển rồi báo danh gì với người ta đó, tao cũng không biết nữa. Lên trển coi coi làm sao. Rồi tới sáng ngày hôm sau, thức dậy mặc đồ chỉnh tề các kiểu. Cứ tưởng lên trên ấp á, nghe tao nói cái gì đâu không hả, chưa có đi bây giờ đâu. Nhưng một hồi có cái anh kia anh chạy tới anh nói á, bữa nay coi thay đồ tươm tất á, rồi chạy ra ngoài xã luôn đi. Ra đó rồi bắt đầu là đi luôn đó nghe, đi ra ngoài luôn. Ủa vậy là sao? Là đi lính luôn á hả? Do là hồi sáng giờ anh Trọng chưa có nghĩ là mình đi liền đâu, cứ nghĩ là mình đi rồi mình về nhà. Bởi vậy đâu có nói cho vợ của mình biết, chứ phải biết đi luôn bữa nay thì trước sau gì anh cũng phải nói rồi. Bởi vậy khi mặc quần mặc áo chuẩn bị đi rồi, người ta tới ta kêu đi rồi đó, thì mới thấy vợ của mình từ nhà sau chạy lên hỏi ủa anh đâu vậy. Mà trong khi chị Út này mới vừa giặt xong thao đồ à, cái tay chân còn ướt nhẹp gì nè. Anh mới nói là anh đi lính nghe. Bây giờ ngoài xã người ta triệu tập ai đủ tuổi á, là phải ra chiến trường góp sức với anh em ở ngoài mới được. Cái chị Út này vừa nghe chồng mình nói thôi là nước mắt đổ ròng ròng nè, không có nói được gì hết, giống như bị á khẩu vậy đó. Mọi chuyện nó quá bất ngờ đi, mình không nghĩ chồng của mình phải đi ra ngoài trận mạc như vậy. Cái diễn cảnh trước mắt của ai khi mà nghĩ tới cái chuyện đi lính á, là sẽ nghĩ bỏ mạng ngoài, tại vì cái thời loạn lạc mà biết đâu mà lần. Thì ảnh vuốt cái tóc, ảnh mới nói em, bây giờ cái thời buổi này thì mình phải chịu thôi. Hai đứa mình mới cưới nhau về, ở chưa được bao lâu hết trơn á, thì vì cái đất nước này mà anh phải đi. Chứ bây giờ nếu mà anh không đi, anh ở nhà vì vợ vì con đó, rồi rủi một ngày nào đó đi, mấy anh em ra ngoài trận á, rồi người ta chết hết, đất nước mình rơi vô tay người khác, có phải anh là một cái thằng hèn không? Cho nên thà là em để anh đi ra ngoài chiến trường cùng với mấy anh em, anh góp sức với mấy ảnh ở ngoài. Nhờ những người như anh nè, anh góp sức, người ta cũng góp sức, thì nước mình mới thắng được chứ em thấy đi. Cứ bắn qua bắn lại biết tới chừng nào, khi mình thắng thì vợ chồng mình được bình an là mình quá vui mừng rồi. Em nghĩ anh nói đúng không? Nói ra là cái chị Út này chị hiểu đó, chị cũng biết cái thời buổi mình sinh ra vậy đó mà. Nhưng mà không cam tâm. Tôi không cam tâm là tại vì mình ở nhau quá ngắn ngủi, chưa được bao lâu hết á, mà bây giờ anh phải đi rồi, rồi ở nhà em sống sao? Khi đó thì mọi người chỉ biết khóc thôi. Cái bà Hai Lễ ba cũng khóc, rồi cái chị này cũng khóc. Anh quay lưng ra anh đi rồi á, thì cái chị Út này mới sực nhớ lại chết cha. Mình có theo cho ảnh một cái khăn để mà mang theo gì nè, có gì á mở ra coi nhớ vợ ở nhà. Cái khăn tay theo ba cái bông hoa vậy đó mà, cái khăn màu vàng vàng vậy nè, đưa cho ảnh, nói anh cứ cầm theo đi, chừng nào mà nhớ cái mở ra coi nha, ráng về sớm nha. Hai vợ chồng thì đứng ngoài sân, còn cái bà má chồng là cái bà Hai Lễ á, bà đứng run run bất ôm cái cột nhà vậy nè, tại vì bà quá xúc động, thiếu điều bà muốn xỉu rồi, giống như con bà chết tới nơi vậy đó, bà cưng dữ lắm. Bởi vậy cho tới khi mà cái anh Hai Trọng này, ảnh quay lưng ảnh đi, ảnh nhập đoàn với người ta rồi đó, bắt là bà khóc dữ hơn nữa. Bà làm hù hùi nè, mà bà ngã bà quỵ xuống luôn. Thấy má mình như vậy á, thì cái chị Út này mới lại đỡ bà lên, nói má, má đừng khóc má ơi, dù sao anh cũng đi rồi má, thôi bây giờ mình phải vui vẻ lên, má đừng khóc, khóc là sanh bệnh đó má. Bà mới gạt cái tay ra gì nè, bà hất ra, bà nói ê mày đi ra chỗ khác nha mày, cái con quỷ đồ cái thứ hả lăng loạn như mày, mày không có được phép mày đụng vô người của tao nghe mày. Ủa tự nhiên khi đó cái chị Út này chỉ mới chưng hửng, chị nói ủa mình làm gì mà bà và chồng mình bà giận dữ rồi trời, bà làm gì bà đuổi mình như đuổi tà vậy. Cái chị mới hỏi ủa má, bộ con làm gì quấy với má hay sao mà má giận má đuổi con dữ rồi má, con làm gì má nói con nghe đi, nếu mà con có sai gì thì má dạy lại con. Bà mới liếc, bà nhìn cái chị Út rồi lâm lâm à, bà nói bây giờ mày chối đúng không, mày chối đi để tao vô nhà tao lấy cái bằng chứng ra cho mày coi. Là bà tỉnh queo rồi, bà không còn khóc nữa. Bà đi thẳng vô cái buồng của bà mang ra cái tấm vải trắng này nè. Đó là cái tấm vải mà hồi trước á, bà vô trong buồng bà lấy ra tự với cái chiếu của hai vợ chồng ngủ đó. Bà cầm bà vũ vũ ra nè, bà dục xuống đất cái bẹp. Bà nói mày nhìn đi, mày nhìn đây là cái gì? Ủa thì khi cái chị này chỉ nhìn xuống á, thì đó chỉ là một cái tấm vải trắng bình thường thôi, chứ đâu có gì đâu. Bà nói ôi, dòng cái thứ con gái mà lăng loạn đổ đốn như mày á, thì tao biết ba má của mày á, ổng với bà cũng không có dạy mày gì đâu. Để tao nói cho mày biết nè, cái miếng vải trắng mà tao lấy ra từ cái chiếu nằm của con trai tao á, là cái đồ để mà nghiệm thân trong cái đêm tân hôn đó. Mày thấy có cái bà già chồng nào mà không làm không? Cái đó là cái đồ để mà tao thử coi mày còn trinh hay không đó. Mày biết con gái mà, cái trinh tiết nó đáng giá ngàn vàng lận đó. Mày nghĩ sao mày về nhà tao mà mày đã ăn nằm với cái thằng khác rồi. Khi mà tao rút cái tấm vải trắng này ra thì tao thấy nó trắng trơn à, nó không có dính một miếng máu của mày nữa. Thì mày biết đi, đó chính là cái gì? Là mày đã từng ngủ với thằng khác ở ngoài, mày không còn trinh tiết nữa. Rồi bây giờ làm sao? Mày có muốn cãi không?
cái tấm vải trắng nó rõ mồn một trước mặt như vậy nè, nó đâu có cái gì đâu. Nếu mày không tin á, để tao kêu ba má mày qua cho ông bà coi, ông bà dạy lại. Nghe tới đó là cái chị Út Lành này bà biết bà và chồng của mình đã hiểu lầm mình rồi. Tại vì cái bữa mới về nhà chồng đó, đãi ăn khuya lắc khuya lơ, khách khứa dậy hết cái bắt đầu á, chà nồi rửa chén rồi quét sân nữa, mệt muốn chết luôn, ăn được con chén cơm mà. Thì ăn xong vô phòng nằm thấy ông chồng ngủ rồi. Hai vợ chồng mà anh ai nấy ngủ chứ có làm cái chuyện vợ chồng đâu mà kêu á, cái tờ giấy trắng này có thấy cái gì trên đó, nó phải trắng tươi rồi nó có cái gì đâu. Nghe tức quá mà không biết phải làm sao. Bởi vậy cái chị Út này mới im không nói nữa. Mà càng im á thì cái bà Hai Lễ bà càng nghĩ chắc con nhỏ này nó quấy thiệt rồi, nó sai, cho nên nó hết đường chối cãi rồi, nó hết đường binh rồi, nó im đó. Bà mới nói tiếp vậy: bây giờ hết đường cãi với tôi rồi đó hay sao? Trời ơi, tưởng gì, tưởng đâu là con nhà gia giáo dữ lắm, ai ngờ hả là cũng cái loại đi quen hết thằng này thằng kia, cặp bồ tập nãy xong cái ăn nằm với người ta, rồi mới về cưới con tao đó hả? Để tao qua tao nói với ba má của mày á, để ổng bả dẫn về dạy lại mày đi. Mà tao nói mày biết nè, cái chuyện này hơn cả tháng nay rồi, tao bực bội dữ lắm mà tao không dám nói. Tại vì thằng Trọng con tao nó vẫn còn ở nhà, bởi vì tao sợ tao nói ra cái nó buồn, nó sanh bệnh nữa, tao không dám nói là vậy đó. Bữa nay nó đi rồi, tao cũng nói cho mày biết hết luôn, để mày biết cái sai cái quấy của mày. Mày nói chung là không có đáng làm con dâu của cái nhà này. Đó, bởi vậy thì mới ôm cái giò của bả nè, nói: má ơi má, má tha lỗi con đi má, chứ thiệt ra cái đêm đó vợ chồng con không làm gì hết. Má nhớ đi, con quần quật ở ngoài trước nhà, con quét sân, con rửa chén tới khuya luôn rồi, ảnh cũng mệt quá ảnh ngủ luôn, vợ chồng con đâu có ăn nằm gì đâu má. Má nói vậy tội nghiệp con với ảnh quá hà. Nhưng bả không chịu, bả đang bực bội tức tối trong người mà cứ đu đu cái giò của bả hoài. Bả lẩy lẩy cái giò làm sao bả đẩy gì nè, bả đẩy làm sao á khiến cho cái chị Út Lành này rớt vô dính cây cột nhà luôn, làm cái ạch gì nè, mà không phải cái đầu dính vô cột nhà đâu, khiến cho cái bụng dưới của chị này á ngã rồi làm sao nó dính vô cây cột luôn. Bởi vậy sau khi văng vô đó một cái rồi, cái chị này chỉ đau bụng dữ lắm luôn, ôm cái bụng mà nói: má má sao mà con đau bụng quá má ơi, má má cứu con má. Thì thằng Nghĩa nó mới đi chơi về, nó nhìn sao mà nó thấy cái chỗ mà cái bà chị dâu của mình bả ngồi á, sao mà nó chảy máu ra, nó tươm máu vậy nè. Nó sợ quá nói: má 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 coi chị Hai kìa má, chị Hai bị gì mà con thấy máu không vậy? Là bà bắt đầu hết hồn rồi. Mới đầu thì bà không có thấy, tại vì nó mới chảy ra có chút xíu dưới đáy quần thôi hà. Bà đứng là bà chống nạnh, bà nói: bây giờ sao, mày tính ăn dạ hay gì? Mày mày làm cái trò hề tới chừng nào? Bộ mày nghĩ mày làm vậy tao tin mày hả? Thôi nói chung cứ đứng lên đi rồi á, tôi kêu ba má qua đây rồi ba mặt một lời nói chuyện. Nhưng mà cái chị Út Lành đâu có đứng dậy nổi, rất là đau, nó rát dữ lắm luôn. Bà hỏi: mày sao vậy? Ủa bà bị gì vậy? Bà nhìn kỹ lại thì bà thấy ở dưới cái đáy quần bà ba màu đen của chị này nè, nó có một cái lớp gì đó, một cái nước ướt ướt, nó đậm hơn màu đen luôn, thì đó là máu chứ gì. Bà nói: ê ê bây giờ không được rồi, ê ê bây giờ tao thấy nó bị gì vậy? Nghĩa, mày chạy qua nhà của ông Sáu Dậu á, mày kêu ông qua đây giùm tao đi. Tới khi mà ông Sáu Dậu ông chạy qua thì ông thấy là nằm thở hơi lên không à. Nằm ở đó thì ông cũng bắt mạch. Mà vừa bắt mạch, cái bà già chồng bà vừa nói là: trời ơi, tại nhỏ dâu của tôi anh Sáu, nó đi đứng làm sao tôi cũng không biết nữa, nó chợt té cái ạch gì nè mà giờ tôi thấy máu ra kìa, anh coi thử coi nó bị cái gì. Ông bắt mạch xong cái mới nói: chị Sáu, tôi nói là chị Sáu đừng buồn nha, con dâu của chị á nó có bầu hơn tháng rồi đó, mà do cái bầu này còn nhỏ quá nó dễ bị sảy dữ lắm luôn. Té kiểu gì dữ à, té làm sao mà bây giờ á sảy rồi. Thôi không có đứa này có đứa khác ha, một hồi chị kêu Nghĩa chạy tọt qua nhà tôi đi, tôi hốt cho vài thang thuốc uống. Uống vô thời gian sau à thì vợ chồng nó vẫn có bầu như bình thường thôi. Khi mà ông Sáu Dậu quay lưng ổng đi á thì thằng Nghĩa cũng chuẩn bị qua nhà của ổng để mà lấy cái thang thuốc về. Trước khi đi nó mới hỏi là: ủa má, bộ chị Hai có bầu hả, là có em bé hả? Ủa mà bây giờ ổng nói vậy là em bé chết hay sao má? Mà bả im ru à, bả bắt đầu xuống sắc à, bả mới đuổi bả nói: mày đi lẹ đi mày ơi, mày hỏi hoài chuyện người lớn. Bả thì nói chung bả cũng đã thấy được cái lỗi của mình á, là vô tình đá con dâu của mình, mất đi đứa cháu của mình rồi. Nhưng mà kiểu như cái tôi của bả lớn quá đi, bả có sự tự ái trong lòng, đàn bà mà nóng tính nữa mà, đâu thế nào dịu xuống liền được đâu. Cũng ngồi đó nhìn hoài nè, hỏi coi bây giờ bay làm sao rồi, bay thấy trong người làm sao. Nhưng mà cái chị Út đâu có trả lời nổi, đau mà ấm ức trong bụng nữa. Mới biết mình có thai đó, mà bây giờ chính tay má chồng của mình phá đi cái thai này. Bà mới hỏi: vậy chứ sao bay có bầu mà bay không nói với tao biết vậy? Ủa má ơi, thiệt con không biết luôn á má, tới giờ này con mới hay ra con có thai với chồng con đó. Bà chửi nữa, bà nói: thấy chưa, tao chửi bay đâu có quan đâu, bay có thai mà bay còn không biết nữa. Vậy đó, tao chửi bay là cái thứ con gái lăng loàn trắc nết, không biết cái gì hết á, có quan cho bay không? Bà nói xong cái bà đi te te ra nhà sau luôn, bỏ con dâu mình nằm ở đó hả. Còn cái chị này ở đây thì cứ ôm ôm cái bụng hoài mà nghĩ tới chồng của mình, thấy có tội với chồng của mình quá, bây giờ mất đứa con rồi, sợ đâu mai mốt á chồng mình không về luôn á thì sao, làm sao có con được với nhau nữa.
Rồi vậy là kể từ cái giây phút đó chỉ nằm mình ên mà khóc thôi à, tủi dữ lắm luôn. Đợi thằng Nghĩa nó về nó mang vài thang thuốc về đó, tự sắc tự uống tự lo cho mình. Chứ bà già chồng á cứ tưởng đâu á bà đã thương mình lại rồi, mà bà không có thương đâu. Bà muốn làm gì bà làm à, cái chuyện của bà không đếm xỉa gì tới hết trơn. Bà cũng không thèm nói câu nào với con dâu của mình hết. Nhưng mà cái chuyện sai lặt vặt trong nhà là bà vẫn sai, nghe chưa? Bởi vậy là khoảng thời gian đó chắc cũng tầm vài tháng sau đó, ở nhà thì cũng phục tùng bả, nấu cơm nấu nước làm tất tần tật mọi thứ hết trơn, bả sai cái gì là làm cái đó hết. Bởi vậy bà nội nhà kế bên nè cũng trạc trạc tuổi của cái chị Út Lành đó, cứ lâu lâu đó ha là sẽ nghe hai má con á la lớn tiếng, mà toàn là cái tiếng của bà Hai Lễ không à, chứ cái người con dâu này có dám hó hé gì đâu. Lúc đó bà nội chưa có lấy chồng, vẫn còn ở chung nhà ba má mình trên cái đất này. Lâu lâu thì chị em cũng có qua nói chuyện chơi. Bởi vậy là cái chị Út Lành mới tâm sự vậy. Sau nhiều lần chị em chòm xóm tâm sự với nhau thì bà nội cũng đã hiểu được cái hoàn cảnh của chị Út Lành này rồi. Nhưng mình bây giờ cũng còn nhỏ mà, đâu phải là ngang hàng với lại cái bác Hai Lễ đâu mà nói chuyện với bà. Bà cũng khó tính lắm, ớn lắm, không dám nói chuyện với bà đâu. Rồi thôi biết gì thôi. Bẵng điện thời gian sau cái cho tới một ngày, cái bữa hôm đó thì hai má con cũng đang rục rịch ở trong nhà, bà cũng đang chửi con dâu của mình, chửi gì lớn tiếng quá đi, bởi vậy là không có biết ai đang đứng ngoài sân kêu. Một hồi sau mới nghe ai mà kêu xí xô xào ngoài á, hỏi bác Hai ơi, bác Hai có nhà không bác Hai? Người ta kêu vài tiếng xong cái ta im, hình như người ta nghe trong nhà đang cự cãi, cái người ta cũng ngại không dám kêu tiếp. Phải rồi, bà đang dạy con dâu của bà trong nhà. Bà biết có người kêu rồi, bởi vậy bà mới kêu chị Út Lành đó, đâu bay ra ngoài bà coi thử có ai kêu réo gì à. Ra ngoài thì mới thấy à, cái chị này là cái chị Huệ Giao Liên đây nè. Ủa bộ bữa nay chị giao thơ của chồng em hả chị? Cứ tưởng đâu chồng mình bữa nay biên thư về không hà, cũng mừng dữ lắm. Tại vì bình thường lâu lâu là sẽ biên thư, nếu mà rảnh đó nha, trong hộp tủ kìa, thư nhóc ở trong á. Bởi vậy lúc nào cũng còn hy vọng là chồng mình còn sống. Lẽ ra như mọi lần, nếu mà gửi thơ về đó, thì cái chị Huệ kia chỉ phải vui mừng, chỉ đưa thơ về cho vợ con người ta chứ. Nhưng bữa nay nhìn xuống cái tay của chị Huệ thì không có giấy tờ gì hết trơn á. Vậy thì đâu phải chị gửi thư gì đâu. Cái chị mới hỏi là ủa chị, có chuyện gì chị? Chị Huệ chị mới im mà cái mặt của chị buồn lắm. Chị mới nói thôi bây giờ có tiện không để mà chị vô nhà chị nói chuyện cho đàng hoàng. Vô trong đó thì chị Út Lành cũng ngồi kế bên, bà Hai Lễ bao cũng ngồi đó. Thì cái chị Huệ chỉ mới nói là bữa nay sẵn có bác Hai với lại em Lành ở nhà thì con nói cho gia đình mình biết luôn. Cái thời buổi này thì sống nay chết mai, con nghĩ là bác với em cũng biết mà. Mà con cũng không câu giờ, không giấu giếm làm gì hết. Con báo với bác Hai là Hai Trọng nó mất rồi nghe bác. Bà nghe xong là bà muốn chết đứng luôn rồi. Còn riêng cái chị Út Lành kia là bây giờ không giữ được bình tĩnh. Nó nói sao chị? Sao? Chồng em sao chị? Ảnh bị gì vậy? Chị mới nói bây giờ hai má con bình tĩnh đi thì con mới nói được. Ráng bình tĩnh nghe con nói lý do cho biết. Là tại vì cái bữa đó thằng Hai á, nó được cấp trên giao cho nó cái nhiệm vụ á, là lén qua bên cái ổ của địch á, coi thử coi cái địch nó chuẩn bị nó hoành hành ở đâu, để mình biết á, mình có thể đánh, mình úp cái đầu nó được. Nhưng mà không thành bác Hai ơi, tụi nó phát hiện, tụi nó bắt thằng Hai bác. Tụi nó bắt, tụi nó giữ tra tấn đâu mấy ngày á, nó cũng hỏi dữ lắm, hỏi cung, hỏi cái chỗ mà tụi con đang phục kích ở đâu á, thằng Hai nó không có trả lời. Tại vì lúc đó mấy đồng chí mật thám á, cũng có đi theo dõi nữa, mà đâu có dám ra mặt đâu, chỉ muốn biết coi tình hình của thằng Hai nó ra làm sao rồi. Nhưng mà nó tra tấn được vài ngày cái cuối cùng á, thằng Hai nó không trả lời, nó xử thằng Hai luôn rồi. Bởi vì anh em mới về báo tụi con nè, sau khi tụi nó xử xong á, bây giờ Hai nằm đâu hay là tụi nó xử cái xác của Hai đâu tụi con cũng không biết nữa. Tụi con chỉ báo cho bác với Út Lành biết là vậy thôi, cho mọi người ở nhà đừng có trăm ngóng nữa. Mà bây giờ con nói bác với em bình tĩnh nè, tại vì cái chuyện chết sống bây giờ á, bác coi như bình thường đi bác. Có nhiều nhà kìa, người ta 5-7 đứa con chết hết bác ơi. Ở nhà còn mình ên bà mẹ già đó, con cũng biết sau này sống sao nữa rồi ai lo, mà chưa biết á, có ổn định có hòa bình hay không. Bởi vậy tụi con cũng cố gắng, con nói với mấy anh em đồng chí á, là phải tìm cho bằng được cái thi thể, cái xác của thằng Hai Trọng mang về cho bác Hai nha. Bà cưng nó dữ lắm. Nhưng do bơm bay bão đạn rồi khói lửa còn nhiều quá, tụi con cũng không biết làm sao luôn nữa. Con hứa với bác, sau này nếu mà tụi con còn giữ mạng đi về thì chắc chắn tên của thằng Hai Trọng con bác nó nằm ở trên cái bảng vàng đó bác. Rồi người ta ghi tên nó lên đó, coi như là ngàn đời người ta nhớ tới nó. Nó đã góp sức để mà giành lại cái độc lập này bác. Nhưng mà hiện tại tụi con vẫn còn đang đánh nắm, chưa biết kết quả làm sao hết. Chị bà Huệ vừa nói dứt câu thôi là bà Hai bà xỉu cái ạch luôn, bà không còn biết gì nữa. Thế vậy thì hai chị em mới đỡ bà vô buồng nằm ở trỏng. Thôi thì trước khi đi về chị Huệ mới nói Út Lành nè, đi ra chị ba nói cho nghe cái này.
Trước khi mà thằng Trọng nó qua bển đi thám thính tình hình đó, chị không biết là có cái điểm gì hay không. Nó đi cái nó mới gửi lại cho chị cái khăn tay này nè. Nó nói của thằng Lành vợ em cho em á, em đi chuyến này mà rủi như mà em không có về được á, thì nếu vậy em nhờ chị ba về nhà đưa vợ em giùm nghe. Nó cầm này nó sẽ biết à. Thôi bây giờ chị đưa cưng nè, cưng cứ cầm giữ đi, coi như đó là cái kỷ vật của chồng cưng. Chừng nào mà bên tụi chị kiếm được cái xác của chồng cưng á, thì nếu mà còn sống tụi chị sẽ đưa về nhà cho cưng đừng có buồn. Thôi giờ chị cũng đi làm nhiệm vụ rồi, chị đi nha. Vẫn phải vô trong buồng coi má mình bả sao rồi, không biết bả bị cái gì nữa, chắc bả sốc dữ lắm. Vô đó thì mới đỡ ba vậy, nói má má, má ráng ngồi vậy đi, cái hồi con nấu cháo cho má ăn nghe má. Ăn cháo đi cái lại sức. Qua ngày mai á thì má con mình con thấy là cũng nên làm cái đám ma giả cho ảnh đi má. Mặc dầu á mình cũng chưa biết xác ảnh nằm ở đâu, nhưng mình hay tin á, chồng con mất rồi thì mình cũng nên làm đám ma cho ảnh đi. Rồi á con quạ cái tấm mình thờ phượng chồng con nghe má. Bà chưa lấy lại sức, bà còn yếu lắm. Bà nói ừ bây giờ bay muốn làm gì bay làm, con tao chết rồi đó, bay muốn làm sao, bay muốn cưới thằng nào cũng được, tùy bay thôi, tao biết cái nết của bay mà. Nhưng mà cái chuyện này làm gì có cái ý đó. Thôi biết là má mình đang giận, đi ra phía sau hè làm ba con cá lóc nó còn ngoài kìa, nấu cái nồi cháo cá lóc á, đem lên cho má mình ăn cho bà đỡ bệnh. Nấu xong rồi cái nồi cháo cũng ngon dữ lắm, thơm phức à. Bưng vô cho bà ăn, bà mới múc được con muỗng thôi á, bà lè cái lưỡi ra, bà đổ cái chén cháo nè. Bà nói mày thừa biết cái món này á, Trọng nó khoái dữ lắm luôn. Mà tại sao cái món cháo cá lóc tao dặn mày hoài à, mày nấu phải đậm đà, phải ngọt, phải mặn rõ ràng cho tao. Tại sao á tao ăn vô không có mùi la gì hết á, nó tanh cá lóc quá trời luôn mà không có mùi cháo, mà lạc nhách lạc nhiễu à. Nhưng bà đâu có biết, tại bà bệnh, bà nằm lì ở đó, cái khẩu vị của bà nó thay đổi rồi, bà bị lạc miệng, mà bà đổ thường người ta nấu lạc quá bà không nổi. Nghe má mình bà la làng sùm vậy đó, thì nghĩa nó cũng chạy vô. Nó cũng biết chuyện lắm nha. Nó nói ủa má bị gì má. Bà nói mày coi kìa, mày coi á, nó nấu cháo cho tao á, lạc nhách lạc nhiễu à, sao tao ăn được. Mà cái món này á, anh hai bay khoái lắm luôn, nó nấu kỳ cục à. Cái khẩu vị này cũng phải của anh hai bay nữa. Nó mới nói má, anh hai chết rồi má, vậy sao biết được cái khẩu vị của anh hai làm sao. Con thấy này má bậy à, má chửi chị hai hoài à. Mà mày nhìn kỹ mặt nhỏ ở đây, cái mặt nó có phải sát phu không. Từ ngày nó về á, tao chưa có vui vẻ ngày nào hết trơn á. Vậy á, mà nói thương con tao lắm đó. Nói chung con tao chết không phải do súng đạn gì hết, là do cái bản mặt của mày á. Cái mặt mà sát phu sát tử này biết không. Thấy vậy rồi thôi chị cũng rút về phòng, chứ cũng không có dám đối diện với bà nữa. Qua tới sáng sớm ngày hôm sau đó, bà cũng tỉnh lại rồi. Bà đi vòng vòng chòm sớm gì nè, bà thông báo với người ta, thằng con trai của tôi mất rồi nghe, đi lính nó mất rồi, mà bây giờ chưa có xác của nó, tôi cũng làm đám ma. Thôi thì nếu anh chị có thương á thì cứ qua ngồi ăn với tôi bữa cơm đi, coi như á tôi thượng cái bàn thờ con tôi thờ nó luôn. Bà thiệt ra chỉ khó với con dâu trái tính trái nết thôi, chứ ở hàng xóm thì bà cũng bình thường ha. Người ta cũng qua cũng chia buồn với bà. Làm cái đám ma cực kỳ đơn sơ luôn, có hòm gương gì đâu. Chỉ là để cái bàn thờ rồi cúng cho có lễ có nghĩa vậy thôi. Nhưng mà cũng có mặc đồ tang đồ nghe. Mà cũng chính vì đám ma của chồng mình, cho nên trước đó chị Út Lạnh cũng đã thông báo với ba má ruột của mình rồi. Nói bữa nay con làm đám ma chồng con á, ba má qua nghe ba má. Ổng với bà cũng qua luôn, mà đâu có biết những cái chuyện hồi đó giờ xảy ra giữa mẹ chồng nàng dâu bên cái nhà này đâu. Đám ma thấy bà khóc lóc quá trời, bà xỉu lên xỉu xuống, bà cứ giãy tưởng vậy nè, thì ai cũng xót hết. Trong khi đó thì má ruột của cái chị Út Lành này là bác Năm Lượng đó, bà cũng khóc nữa. Bà cũng thương bà xui của mình lắm, cứ nghĩ bà hồi đó giờ đối đãi tốt với con gái của mình. Bà nói thôi chị ơi chị, con gái tôi nó buồn một chứ tôi biết chị buồn mười, sao mà bằng mẹ ruột với con ruột được, chị rứt ruột đẻ ra mà. Nhưng bây giờ á, con nó cũng mất rồi, chị khóc hoài nó dương vấn sao đầu thai được chị. Chị bình tĩnh nghe chị. Bà nghe bà xui của mình an ủi xong cái tự nhiên bà tỉnh lại liền luôn, bà không khóc nữa. Bà nhìn mặt bà Năm Lượng gì nè, bà nói thôi tôi cũng không cần chị phải khuyên ngăn gì tôi chấn, làm ơn đi chị ơi. Trời ơi bây giờ chị muốn tôi đừng buồn hả, chị rước nhỏ gái chị về nhà chị dạy lại giùm tôi đi. Thằng con của tôi chết là tại nó đó, cái đồ sát phu sát tử. Chị có cái mặt của con chị đây kìa, con gái gì đâu mà lăng loàn trắc nết, nó về nó ngủ với cái thằng nào trước khi ngủ với con của tôi nữa kìa. Mà tôi nói chị biết nè, cho dù nó có đường đường chính chính ngủ chung với con của tôi đi chăng nữa thì nó cũng là cái dạng con gái sát phu. Thằng con tôi chết là do nó hết đó chị ơi chị. Cái bà kia bà mới chưng hửng, bà nói ủa chị xui, chị nói gì kỳ cục à. Ý chị là con gái tôi là sát phu sát tử, sát con chị bởi vì con chị mới chết ngày hôm nay đó hả. Bà nói ủa vậy chứ sao, chị coi đi, có con dâu nào mới về mà chồng nó chết vậy không, có phải nó sát phu sát tử không chị. Nhìn bề ngoài thì ngoan ngoãn vậy đó, chứ cứng đầu cứng cổ còn hơn là quỷ nữa. Cái bữa hôm đó thì bà con chòm xóm dòng họ người ta cũng qua ta chia buồn nhiều dữ lắm luôn. Cái tự nhiên hai bà xui cãi lộn với nhau ngon ơ hà, không ai biết gì hết trơn á.
Thì riêng cái chị Út Lành là chị đã biết rồi, chị cũng bị bẻ mặt với mọi người chứ. Chị mới ôm cái tay của bà và chồng lại, chị nói: má ơi má, má hiểu lầm con rồi má, cái chuyện này con với má cũng nói rồi mà. Cái bầu trong bụng của con á cũng là con của anh Trọng, là cháu của má mà, đâu phải con lén phén con ăn dùng ở ngoài sau lưng chồng con đâu. Má nói vậy má gieo tiếng oan tội con quá má ơi. Mà bây giờ có cô bác ở đây quá, má nhỏ nhỏ là giùm con. Mà nhỏ gì nữa ai cũng nghe hết rồi, mà càng nghe người ta càng khó hiểu, người ta càng muốn tìm hiểu hơn nữa. Người ta mới hỏi: ủa gì chị hai, bộ nhỏ dâu chị nó có chồng ngoài hả? Bà mới quạo lên, bà nói: mẹ mày, hiểu lầm sao mày hiểu lầm được, dâu con như mày đó hả, tao phải chửi hoài mà chưa đã miệng tao nữa. Vật chứng rành rành đây nè, mày cãi sao được, mày muốn không, tao đưa cho bà con cô bác trong xóm con hết nè. Càng nghe thì bác Năm Lượng, mẹ ruột của cái chuyện này, càng tức hơn nữa, bảo nó: đâu, chị có cái gì chị mang đây tôi coi thử coi. Thiệt là tôi không tin con gái của tôi nó làm cái chuyện gì sai quấy tới nỗi mà chị chửi nó giữa bà con dân chúng vậy hết á. Cái bà hay lễ á, bà mới móc trong túi của bà ra sẵn tấm vải trắng này nè, là cái tấm vải bữa trước hai má con cãi lộn đó. Bà nói: nè nè, cô bác coi đi, chú thím coi đi, coi cái tấm vải trắng nè, cái bữa mà động phòng đó, tôi lót dưới cái niệm của hai đứa này nằm nè. Qua tới sáng bữa sau tôi giật ra tôi coi á, nó đâu có cái gì đâu, nó không hề có cái vết máu trinh nguyên gì hết. Thì có nghĩa là trước đó nó ngủ với ai rồi, nó về nhà nó cưới con tôi á, là nó không còn trinh nữa. Tới lúc này thì vợ chồng bác Năm Lượng mới biết ra con gái của mình á, nó mang bầu rồi, mà cái bầu bây giờ cũng hư rồi, đâu giữ được đâu. Đau lòng dữ lắm, tại con gái mình nó không về nhà được, đâu có báo đâu biết. Đã biết cái bà này bây giờ có nói vô cũng không được nữa, nước đổ lá môn với bà. Thôi thì bác Năm Lượng ổng mới nói vậy nè, ổng nói: nếu như mà chị nói con gái của tôi lăn loàn, mà chị kiểm tra cái tấm vải trắng nó còn trắng tươi, nó không có gì đó ha, thì coi như chị đúng đi. Coi chị đúng, nếu mà con gái của tôi nó thất tiết với là cái thằng rể này đó, thì tôi xin được trả xính lễ của chị hết, tôi rước con gái tôi về, chị chịu không? Mà càng nói tới bắt đầu bác càng cãi nữa. Bà nói: đó đó đó, cô bác thấy không, đó đó, bây giờ cá mè một lứa nè, nó muốn bao che con nó rồi, nó nói kiểu đó, nó muốn đem con nó về để mà xóa hết trơn cái tội lỗi của nó rồi, chứng tỏ là con của nó có ăn nằm với thằng khác ở ngoài nó mới làm vậy, đúng không bà con? Là bà con chòm xóm ai cũng xì xào hết trơn, nó nói: trời ơi, vậy lạng lành con dâu của bà hay lễ nó thất tiết trước khi mà nó cưới thằng chồng hả? Con gái con lứa gì đâu mà nhìn vợ chồng nó cũng vui vẻ mà, nhìn nhỏ này cũng ngoan ngoãn, gia đình cũng lễ giáo mà sao kỳ vậy? Mà trong khi đó bà nội cũng có đi theo ông bà cố qua cái đám ma này nữa. Bà nội nghe người ta bàn tán vậy, bà nội cũng có nói mấy cô mấy chú, nó không phải đâu mấy chú mấy thím ơi, con Út Lành nó không phải vậy đâu, tụi con qua tụi con nói chuyện với nhau á, nó bị bà chèn ép dữ lắm, bà cũng khó khăn quá trời à, nó thiệt ra một lòng một dạ với ông Trọng đó, chứ không phải là nó lén phén với ai đâu, cô bác đừng nghĩ gì tội nghiệp nó. Nhưng mà người ta đâu có tin, tại vì cái suy nghĩ của người lớn mà. Trong khi đó bà nội của anh cũng còn khá là trẻ, chưa có chồng nữa, tự nhiên đi nói ba cái chuyện vợ chồng này chi ai tin. Người ta thì bàn tán xì xào ngay ngoài sân. Trong khi đó thì cái chị Lành này đang đứng ngay cửa nè, người ta nói gì nghe hết trơn à, cũng tức. Chỉ nhìn thẳng vô mặt bà và chồng của chị á, chị nói: nếu bây giờ má không tin con thì thôi, để con chứng minh cho má thấy nè. Bà nói: bày chứng minh gì nữa, con của tao nó cũng chết rồi, bày chứng minh làm gì, có nghĩa lý gì nữa. Rồi cái vợ chồng của bác Năm Lượng là ba má ruột của cái chị Lành này nè, hỏi Lành: con làm gì Lành, mày đừng nói mày làm chuyện dại dột nghe Lành, có gì cứ về nhà ba má nuôi, đừng có ở với bả nữa, dù sao thằng rể nó cũng chết rồi con, bay cứ về nhà đi, vài năm sau bay cũng quên đó hả, tao cho phép bay bước thêm bước nữa. Nhưng mà chị không nói gì hết, chị đứng thẳng giữa cái cửa gì nè, chị mới nói một câu: ông trời ơi, ông trời ngó xuống mà coi nè, nếu như hồi đó vợ con về cái nhà này con làm dâu, con là một cái đứa con gái, con không biết thủ tiết thờ chồng, con thất trinh trước khi mà con về con ở với anh Trọng chồng của con á, thì sau khi con chết, con nguyện được đọa đài xuống cái tầng sâu nhất của địa ngục, con ở dưới 18 tầng luôn, hình phạt sao con cũng chịu hết trơn á, con không đầu thai cũng được luôn. Chứ còn nếu như mà trinh tiết của con còn giữ, con thủ tiết con thờ chồng, con trong sạch, con không có như những cái lời của má chồng của con nói á, thì con nguyện sau khi con chết, con phải đợi tới khi nào con thấy được vong hồn của chồng con, thì khi đó con sẽ không đi đầu thai, mà con để chồng con được đi đầu thai. Mọi người đứng ở đây thì cứ nghĩ nó nói vài câu bâng quơ rồi thôi, nhưng đâu có ai ngờ, chỉ đâm đầu chỉ chạy một mạch vậy nè, rất là nhanh, hổng ai kìm được hết trơn á, chạy thẳng ngay chăng một cái góc dừa trước cửa nhà luôn, làm một cái kịch như vậy nè, thì đâu có ai cản nổi, rất là mạnh, khiến cho cái chị này ngã ra, mà từ đỉnh đầu cho tới cái trán của chị này á, nó tét cái làm hai luôn, là không còn thở nữa. Khi mà bà má chồng rồi ba má ruột chạy tới nhìn nó thì chỉ còn hước hước thôi hà, vài phút sau là cũng tắt liệm đi luôn.
cũng chính cái gốc dừa đó mà nó còn tồn tại cho tới cái năm mà em gái của anh này bị ma giấu đó. Một cái cây dừa rất lạ, nó phát triển một cách rất là kỳ diệu nha. Nó bự quá trời bự, buồn dừa nào buồn dừa nấy, nghe trái nó bự tổ bối nè, mà đâu có ai dám hái đâu. Chạy tới rồi thì ba má của cái chị này khóc như mưa bớt luôn. Trời ơi trời, sao mà con làm cái chuyện này vậy Lanh? Nó Lanh, mày làm gì vậy? Ẩm trên ta gì nè mà đâu có nhắm mắt được đâu. Thì cái bà hay lễ, bà má chồng bà cũng lại, bà coi thì bà chỉ im thôi, bà không nói gì được nữa hết. Nhưng bà nói sao mà, bà nhìn vô cái mặt của nó thì bà cảm giác giống như là cái con mắt của nó cứ nhìn chằm chằm như bà vậy nè. Bà sợ quá bà ngã ra, bà không dám nhìn vô bà nữa. Tới lúc này thì bác Năm Lượng á, bà mới hỏi vậy chứ bà tin chưa? Bà cô nội, bà tin chưa? Con gái của tôi bây giờ nó bỏ mạng vì cái câu nói của bà thôi đó. Bà hết biết đường trả lời rồi, bây giờ bà bấn loạn lắm rồi. Bác Năm Lượng bà nói tiếp, bà nói bữa hôm nay là cái ngày tận của con gái tôi. Tôi mà cản kịp, tôi cản con gái tôi lại rồi, tôi bắt nó về nhà rồi, không để nó phải nằm tại đâu. Vì một cái chuyện không có đáng gì hết trơn á, chị cũng không là cái thá gì mà chị có thể nguyền rủa con gái của tôi vậy được. Thôi được rồi, bữa nay ha, tôi trù cho chị. Tôi muốn cho chị cái ngày cuối đời của chị á, chị chết làm sao mà không có ai bên cạnh chị hết. Thằng con của chị nó cũng không biết luôn. Cái ngày mà chị chết á, chị chết mình ên trong nhà, không ai biết tới hết, thúi in thúi xình trong nhà. Chứ tại sao có đâu mà con nhỏ con gái của tôi nó làm cái tội lỗi gì vậy chị? Mà bữa nay á, bà con chòm xóm chung quanh hết trơn, chị moi móc chị nói cái chuyện này ra, con gái của tôi nó cũng biết quê với mọi người mà, tại sao không đợi người ta về đi, rồi hai gia đình nhỏ nhẹ nói chuyện với nhau, đâu đó còn giải quyết được mà, chị làm gì kỳ cục à? Vừa nói xong là không hiểu sao đương trời nắng vậy đó, cái tự nhiên đổ mưa ầm ầm xuống gì nào mà có sấm sét nữa nghe. Mưa quá lớn đi, chưa kịp khiêng vô nhà nữa thì những cái giọt mưa nó tuôn tuôn xuống làm cho ba cái máu trên mặt nó trôi đi hết trơn à. Mà nhiều khi cái máu này nó thấm vô cái rễ của cây dừa, cho nên cây dừa nó sống bằng cái máu của chị Út Lành này nó mới lớn vậy đó. Dám lắm à. Rồi cũng bưng cái xác vô nhà, rửa ráy cho khô ráo, thay đồ, là bắt đầu làm một cái đám ma như bình thường thôi đó. Chứ cứ nghĩ đâu đó chỉ là cái đám ma tạm bợ của thằng con mình thôi, đâu có xác. Thì bây giờ có xác rồi đó, là xác của con dâu mình chứ ai. Nhưng khi mà chôn thì vợ chồng bác Năm Lượng muốn được đem cái xác của chị này về bên nhà người ta chôn nha, không được để con gái người ta ở đây nữa. Nói gì thì nói, cái xác ở bên nhà ba má mình, chứ cái hồn thì vẫn lẫn quẩn ở cái nhà này nghe, không có đi, đợi chồng về. Sau khoảng thời gian đó là xui gia cạch mặt với nhau, coi như chưa từng quen biết nhau gì hết trơn á. Cái bác Hai Nghĩa này thì ở nhà còn có hai mẹ con à, sống lủi thủi với thằng ba Nghĩa đó chứ ai. Vài năm sau Nghĩa nó cũng mười mấy tuổi, nó cũng lớn cãi cãi rồi, người ta cũng kêu đi lính tại vì chiến tranh vẫn còn chưa kết thúc nữa. Chính vì cái khoảng thời gian đó mà bà cũng lủi thủi nhà có mình ên à. Nói chung chòm xóm với nhau ai cũng biết được những cái chuyện xảy ra trong nhà của bác Hai Lễ hết. Nhưng hồi đó giờ bà sống với bà con chòm xóm cũng tình nghĩa thôi thì người ta cũng dĩ lỡ rồi xí xóa qua qua luôn, không ai nhắc tới cái chuyện này, sợ bà buồn nữa. Tại vì con dâu của bà cũng đã chết rồi, bây giờ bà chỉ còn mình ên trong nhà thôi à, cũng tội nghiệp quá. Mà khi đó bác Hai Lễ này không phải bà già lụ khụ gì đâu nghe, chỉ thương bà là bà ở con mình ên à, con thì đi lính chưa có về nữa, không thấy về luôn, đi miết à, rồi cũng không thấy gửi thư về cho bà là ba Nghĩa nha. Bà nội nói thì bình thường bà cắt ba cái rau vườn ở sau nhà của bà đó, bà trồng rau lan, rau diếp cá này nọ nè, bà bưng ra chợ bà bán. Nhưng mà có khoảng thời gian đó, chắc cũng cỡ 3-4 năm sau cái ngày mà chị Út Lành này chết nha, khi đó thì ba Nghĩa đi lính chưa có về đâu, không thấy tâm hơ tâm hất gì hết trơn á. Bà nội thì cũng quan tâm bà, lâu lâu cũng xuống chơi. Mà bữa đó sau khi đi cấy lúa về, bà nội mới thấy là cái cửa nhà của bác Hai Lễ này bà cứ đóng hoài à, hình như 2 ngày rồi nha, bà không đi ra ngoài mà cũng không thấy bà bưng rau ra chợ bán luôn. Ba cái rau lan phía sau nhà của bà nó đâm tược đâm đọt lên quá trời, có nghĩa là mấy bữa nay bà không có hái rau nó mới ra vậy. Thôi cũng về nhà cứ tưởng bà đi công chuyện, đi sớm hay là đi về quê của bà gì không hà. Nhưng mà thêm khoảng 1-2 ngày nữa thì nguyên nhà của bà nội, ông bà cố với lại những cái người em của bà nội đó, ai cũng thấy được cái mùi thúi thúi. Mặc dầu nhà không gần nhau đâu nghe, cách nhau cũng cả 100 mét đó, vậy đó mà cái mùi thúi nó vẫn bay qua tới nhà của nội. Nội mới nói giọng cố, nội nói ủa ba, ba coi bên nhà của bác Hai Lễ làm sao mà bà nấu cái gì mà thối dữ ba, cái mùi này không phải mùi mắm, con nghĩ cái mùi này là mùi của cái con gì chết á. Nghe vậy thì ông cố qua bển hỏi chị Hai ơi có nhà không chị Hai, không ai trả lời hết. Mà cái cửa thì không có khóa, mở cửa vô trong buồng của bà thì thấy bà nằm bà chết trên cái giường của bà rồi, chết hồi nào á mà thúi ình thúi quắc vậy đó. Cái tư thế nằm của bà giống như là bà ngủ rồi bà chết luôn vậy đó hả. Nội nói tự nhiên nội thấy cảnh đó cái nội rùng mình, nội nhớ lại cái ngày chết của Út Lành á, nội nói trời ơi sao mình linh ứng dữ vậy, không lẽ
cái lời nguyền rủa của vợ chồng bác Năm Lượng bây giờ nó ứng nghiệm rồi sao ta? Bây giờ bà chết mình ên trong nhà đó, có ai hay ai biết gì đâu. Ngày tận rồi, cho nên người ta cũng không có nhớ nhiều về những cái chuyện tội lỗi bà gây ra trong nhà, chỉ thấy thương bà thôi. Rồi bà con chòm xóm cũng hùng lợi, làm cái đám ma cho bà khóa cửa luôn. Đợi chừng nào thằng con của bà đi lính về á, thì nó hương khói cho bà. Tới khoảng thời gian sau, nội không nhớ năm nào, cuối cùng cái anh Ba Nghĩa đó cũng đi lính về nha, cũng có thương tật đó nhưng mà không có chết. Về nhà nghe chòm xóm nói lại á, má mày bà chết trong nhà rồi, buồn dữ lắm luôn. Rồi không biết gì sao, anh Nghĩa này cũng nhang khói được vài ngày cái cũng bỏ nhà đi luôn. Đi biệt xứ đóng cửa nhà luôn vậy đó hà. Vậy là cái nhà này bỏ hoang từ năm đó cho tới cái năm 90 mấy á, là cái năm mà anh biết chút chút rồi đó. Ở ngoài đó không còn cái nhà nữa, chỉ còn lại những cái chân cột nhà thôi à. Chắc là qua theo năm tháng á, nó cũng dột nát rồi, người ta cũng bưng ba cái cây cái lá về, người ta cũng chụm củi hết rồi. Mà cũng chính vì vong hồn của chị Út Lành đâu có chịu đi đâu, đợi chồng của mình. Sau khi mà Ba Nghĩa đi biệt tích không còn ở trong cái nhà này nữa thì bắt đầu chị Út Lành quậy. Quậy hổng ai ở nổi luôn. Hồi đó còn cái chòm nhà kế bên mà, đâu có ai ở được. Người ta cũng chuyển đi từ từ hết rồi, cái xóm ở ngoài sau ruộng đó, hoang vắng luôn. Quậy những người kế bên nhà không được rồi, cái bắt đầu quậy tới những cái người mà người ta đi ruộng nè. Ai mà đi ruộng vợ chồng rồi đó ha, cái tới trưa trưa mà ăn cơm ngay ngoài ruộng á, chắc chắn bị nhát. Không bị nhát nhẹ thì sẽ bị nhát nặng. Nhiều khi á, móc ba cái đất xình chọi thẳng lên đầu lên cổ vợ chồng người ta vậy nè. Là người ta biết rồi, biết con Lành này nó không có đi, nó còn ở đó hoài đợi chồng của nó về đó. Chính vì như vậy mà sau này khi anh lớn lên á, bà nội mới dặn với những đứa con, những đứa cháu trong nhà là tuyệt đối cấm nha, không được ra ngoài chơi. Tại vì ở ngoài á, có con quỷ trên đọt dừa là có thiệt, đó là cái chị Út Lành đó. Nghe tới đây thì mọi người hãy nhớ là cái vụ bị ma giấu ngày hôm qua như từng kể, ở năm 1998. Sau khi mà ông thầy hai tượng, ổng cũng đã tác hợp cho hai người này gặp nhau rồi, mạnh ai nấy đi, không còn thấy vong hồn của cái chị Út Lành này về nữa. Sau cái đêm đó về thì nguyên xóm của anh ai cũng biết chắc lặng lành á, nó đi rồi, nó không còn ở đây phá phách chòm xóm của mình nữa đâu. Mặc dù vậy nhưng mà người ta cũng ớn nha, không dám đi ra ngoài ban đêm nữa. Tới tầm khoảng tuần sau à, thì bữa đó tự nhiên không có mưa, mà ban đêm đi ngủ rồi á, mọi người mới nghe mưa. Trong cái mưa có sấm sét nữa, làm cái đùng gì nè, mà không biết nó sấm sét ngay chỗ nào. Cho tới sáng sớm người ta đi làm đồng á, tự nhiên người ta mới đưa con mắt, người ta mới nhìn ra cái đọt dừa thì ta thấy là trời ơi, ngộ à, cái cây dừa gì mà nó đen thùi lùi hà, mà cái đọt của nó bây giờ bị tét cái làm hai rồi. Cái cây dừa cũng vậy luôn, giống như có ai cầm cái cây cưa khổng lồ á, chia nửa ra hai cái thân cây dừa vậy nè. Lúc đó thì những người lớn ta ra, người ta nói trời ơi, hồi tối đêm qua chắc là sét đánh cây dừa rồi. Nếu mà đánh ngay tại cây dừa thì đánh luôn cái vong hồn của con Út Lành rồi đó. Tự nhiên nhìn cảnh tượng này thì anh thấy những cái người lớn á, người ta buồn chứ không phải là người ta hả dạ nha. Tại vì theo lẽ những cái con quỷ bình thường mà phá làng phá xóm á, khi mà bị sét đánh hồn bay phách tán á, người ta rất là vui mừng, tại vì không còn phá nữa. Nhưng riêng cái chị Út Lành này cũng có phá, nhưng phá đôi chút thôi chứ không phải muốn hại ai. Mà khi người ta biết được cái câu chuyện buồn của chị á, người ta càng thương chị hơn, muốn chị phải được đi đầu thai đi. Nhưng mà do cái lời nguyền của chị rồi, chị đã từng thề trước trời trước đất mà, thề rồi thì không rút lại được. Bữa hôm nay nè, sét đánh ngay cây dừa chắc chắn đã chết rồi, đã hồn siêu phách tán rồi, không thể nào đầu thai được nữa đâu, mất tiêu trong vũ trụ rồi đó. Và cái câu chuyện của anh trai này nó kết thúc lặng vậy đó mọi người. Thiệt ra những người mẹ chồng bây giờ muốn thử trinh tiết con dâu của mình mà xài ba ký miếng vải trắng hả? Bây giờ chắc cũng không còn nhiều, nó xưa như trái đất rồi. Người ta cũng đã bắt đầu cởi mở hơn rồi, thoáng hơn cái chuyện đó và không còn quan trọng hóa cái vấn đề này nữa. Nhưng riêng cái chuyện những cái lời thề thốt từ cửa miệng của mình á, thề giữa trời giữa đất gì nè, thì muôn đời vẫn vậy nha, chứ không phải là trong thời đại nào mới có linh nghiệm hết trơn á. Đó thì mọi người thấy đi, chỉ là một cái lời thề thôi đó, mà sau khi chết rồi, cái chị Út Lành này vẫn phải trả giá cho cái lời thề của mình là không bao giờ được đầu thai hết. Cho nên nghe xong câu chuyện này thì Duy cũng hy vọng tất cả chúng ta hãy cẩn thận những lời ăn tiếng nói của mình đối với những người sống đang trực tiếp nói chuyện, và thậm chí đối với hư vô, đối với không khí nè, đừng có nói tầm bậy tầm bạ, đặc biệt là những cái lời thề thốt của mình. Nghe tới đây thì hai phần chuyện của chúng ta cũng đã kết thúc rồi. Trước khi kết thúc câu chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, có thể để lại bình luận bên dưới cho mọi người cùng biết với nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng chờ đợi những tập truyện thật hay tiếp theo nha mọi người. Duy xin chào tạm biệt mọi người.